ý tưởng xa phóng nè anh rồi. Kinh nghiệm không có. Nó lạnh dữ ta, cái này là ngâm ngâm sẵn nãy giờ rồi. Vô em cao chết luôn á. Rồi em đạp nguyên cái chân em vô mặt anh luôn á. Đó, đạp vô mặt anh luôn. Rồi anh thấy. Cái môi anh giật giật luôn. Rồi. Anh chọn Thúy Ngân. Anh không sợ thái độ của Ngân lồi lõm quá. Chơi cho anh, cho anh. Em chơi luôn. Lưng Ngọc. Ngân làm gì cơ? Anh giữ cho Ngân ơi, em cứ chạy thôi. Anh hết thích. Anh hết thích. 3, 2, 1 bắt đầu. 1, 2, 3. Anh Vinh, anh Vinh sao chưa chui qua lòng mà. Đúng rồi, anh Vinh chưa qua lòng. Anh Vinh bị. Trời ơi, anh Vinh muốn bay đi đâu là anh Vinh bay. Anh Vinh chưa có qua lưới. Vinh đi lại từ đầu. Bắt đầu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cái gì vậy? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa anh chơi gì vậy? Ủa anh đứng anh gần rõ ràng còn phóng tới nữa. Lại. Em ơi anh chậu kia. Trời trời, tôi nhìn bả gì mà còn phóng tới luôn. Ôi đất ơi. Ủa anh Giang ơi, đạp cho có rồi xong anh dí tụi em chạy á hả? Hay là đập thôi là được rồi? Đập là về đích đó. Là anh là MC anh sẽ đập đúng không anh? Tụi em đập trúng người anh là thắng đúng không? Đúng rồi, xin mời. Nhóm gì đâu mà phải nói 3-4 lần mới hiểu không trời. Đúng là cái nhóm bất tài vô dụng. Okay. Ok. Bạn sao chơi mà chưa gì mà đứng kế bên là kiểu này làm sao tôi chơi được bạn. Ui hết luôn á. Em có làm gì thất lễ xin chị bỏ qua. Không sao không sao. Rồi. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi chuẩn bị. Ủa bắt đầu. Ơi khoan. 3 2 1 vô. Ai vậy? Cái tay ai vậy? Cái tay ai mà dễ thương vậy? Bắt đầu. 3 2 1. Ủa? Cái gì mà lượt làm gì? Đau quá. À lượt làm gì lượt? Đếm nha anh ơi, đếm nha anh ơi, đếm nha anh ơi, đau quá. Đau quá anh Giang ơi. Bắt đầu. 3, 2, 1. Cái gì vậy? Em đụng đầu tiên. Chưa đụng nha bé chưa, ơi. Chưa. Sao tát nước vô quần tôi vậy? Trơn quá, trơn quá. Rồi, cố lên, Vinh. Lượt đầu tiên, làm như vậy thì thắng. Dạ lại. 3, 2, 1, bắt đầu. 3, 2, 1. Ngân, Ngọc, Vinh. Bắt đầu. Đi về. Biết từ đâu cơ mà. Đúng rồi, kệ đi, không sao đâu. Bắt đầu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vinh Ngọc. Vinh Ngọc à. Đó. Thôi tôi chết giờ mà luôn. Trời ơi. Anh làm gì vậy? Làm rồi. Chui ơi chui chơi. Sai rồi anh. Không chui qua lưới. Lớn nói lẹ nha anh. Ủa Ngân này phải chui xuống lưới chứ. Ngân đi lại từ đâu? Bất tài vô dụng. Bắt đầu. Dạ lưng, dạ lưng. 3, 2, 1.
Da cào rách cổ rồi ngã không? Đâu có đâu. Rồi, nhập với luật. Đi bà dạ bá lẹ quá hả? À. Nhỏ này. Bà dạ bá lẹ lắm. Nhỏ này nó ám tôi nè. Chuẩn bị, bắt đầu. Ê. 3, 2, 1. Lưng, nhập. Ngân làm gì cơn? Anh giữ cho Ngân ơi, em cứ chạy thôi. Anh hết thích. Anh hết thích. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3. Anh Vinh, anh Vinh sao chưa chui qua lồng mà? Đúng rồi, anh Vinh chưa qua lồng. Anh Vinh bị... Trời ơi, anh Vinh muốn bay đi đâu là anh Vinh bay? Anh Vinh chưa qua lưới. Vinh, đi lại từ đầu. Bắt đầu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa chơi gì vậy? Ủa anh đứng anh vừa anh rõ ràng còn không tới nữa. Lại em qua anh dầu nghe. Trời trời, tôi nhìn bả gì mà còn không tới luôn. Ơi đất ơi. Bắt đầu. Đi nha em giữ chị dạ đó. Ba hai con. Đi đi. Chị dạ đó. Ba hai con. Đi đi. Anh luật ơi, anh luật ơi, gà anh không luật. Anh luật. Tiến lượt xong đó. Ủa em đâu có bị gì đâu. Anh luôn không bị. Anh quay lại lưng cùng không? Hả? Bắt đầu. 3, 2, 1. Lẹ đi chứ. Lực lưng. Ba, bắt đầu. 3, 2, 1. Lẹ chứ. Dạ. Vinh. Ủa mày rồi đó, em là mày rồi đó. Dạ Vinh. Bắt đầu. 3, 2, 1. À, cái này giỏi nè, cái này tốt nè. Dạ. Bắt đầu. 3, 2, 1. Lưng. Lưng ngoài. Anh có ngoài trước chứ sao đéo vậy? Không. Sao anh có ở trên đi ngoài nha, trên. 1, 2, 3. Ủa gì anh ơi, anh nghe. 1, 2, 3. Vinh Ngọc đi lại từ đầu. Không phải, nhưng mà em đã lọt qua đó anh Vinh. Anh Vinh anh xông trên lưới là anh bắt em sao được. Thôi đi lại từ đầu đi. 3, 2, 1. 1. 3, 2, 1. Ngân. Anh một xong một hộp lâu em cũng về về về. Trong tay Ngân nó đạp vô mặt tôi. Ngân nó đạp vô mặt tôi luôn á. Sai vậy anh, nó sai vậy. Cứ chui trên lưới với tôi. 1, 2, 3. 3. Ngọc, Ngân lại từ đầu. 3, 2, 1. Lẹ đi luôn. 1, 2, 3. Ồ, ghê ghê ghê. Lẹ luôn ơi, bay qua đầu chị dạ luôn. Lượt không chơi hả? 3, 2, 1. Một, hai, ba. Mình thắng rồi, khỏi, khỏi. Trời, sao? Đừng có chung, đừng có chung luôn ơi. Nói chuyện đi, nói chuyện đi. Đừng trả lời luôn, đừng trả lời. Đừng trả lời. Không, nói chuyện bình thường, nói chuyện bình thường. Lạnh quá, lạnh quá. Chương trình cho nói chuyện mà, chương trình cho nói chuyện. À, đó. Anh ơi lạnh quá. Chương trình đi, đâu thiệt mà. Chuyện gì vui nhất trên đời là đây. Đừng có chung. Anh đến đi, em đau hết chịu nổi rồi. Nhúc nhích tùm lum rồi còn. Không chịu nổi rồi. Không chịu nổi rồi. Lưng đi lại từ đầu. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 2, 3. Hay quá, hay quá. Như vậy là Lâm Vĩ Dạ thắng hai lượt liên tiếp. Đội Lâm Vĩ Dạ đã đội gừng càng già càng cay. Yeah. Thắng ở trò chơi đầu tiên, xin chúc mừng. Coi tình yêu có lựa chọn hay không? Vinh, chọn ai? Nhắn với mây để trời. Để ông chú già cho em. Được, mấy... anh chọn Thúy Ngân. Yeah. Rồi. Em mà ăn anh á.
Tôi là chắc chắn tôi không bao giờ bị rớt nón. Cái đầu tôi bự. Đúng rồi. Nhưng mà ổng trơn. Nhưng mà không có tóc. Ê, ủa em chơi vậy ai chơi? Kêu em đội nón mà đâu có kêu đội sao đâu. Quy định là đội phía trước. Ơi. 2, 1, go. Thôi, quay đi. Ghê chưa, hai tay giỡn hai người kìa. Để tôi lên đây thôi chị Bảy, một tay thôi. Bắt đi. Để đây. Bỏ hình ra. Kìa cái tay. Anh chọn Thúy Ngân. Yeah. Anh mà ăn em nghỉ chơi với anh. Đây là chương trình game show, không có những cử chỉ quá mức. Okay. Trời, ơi, chơi cái gì kì kì cục vậy? Anh mời anh về chỗ cho mà anh. Lui ra, lui ra. Bây giờ tôi thấy vậy nè, mỗi đứa đánh đầu một cái thì đứa nào đánh rớt trước đó, đứa đó thắng đi. Quýnh gì vậy, chừng nào mới thắng? Em đã thua rồi. Xin lỗi Ngân. Anh đánh vô mặt em, vô miệng em, vô càm em hả? Nhưng mà sau đó người ta lại được vuốt má rồi. Có vuốt đâu? Có, vuốt lại nè. Đi dây. Mãi lắm. Nghỉ chơi. Vào tháng nào con người sẽ ngủ ít nhất trong năm? Ê, bên kia nhắc. Đây, đây ngọc đuôi này là tôi biết rồi. Anh có khùng không? Anh có khùng không? Em ba đứa vậy được. Em đứa cái này. Quá dễ mà, đây suy nghĩ nữa mọi người. Em có làm không bé? Sao em tỉnh bơ vậy? Em đứa này em nhắc người ta, ta hỏi tháng mấy em đứa cái này em nhắc người ta. Ai? Thôi bây giờ gồng đi. Để gồng đi. Để coi. Em biết rồi. Chắc thắng rồi. Cố lên Vinh ơi. Đau quá. Vinh ơi cố lên anh. Bỏ đi, buông bỏ. Không. Sống. Cái gì có không có thôi buông bỏ. Anh ơi công sức của anh cái gì em. Của mình là của mình, không phải là của mình thì của người ta. Rồi. Giơ tay lên. Rồi. Thắng hai. Chính xác. Thấy chưa? Tại sao? Tại sao? Chết. Thắng hai có 28 ngày. Trời ơi. 29 ngày thôi. Trời ơi. Tôi tưởng đó là tháng 5 chưa nằm trời sáng cho nên là ngủ tháng nó ngủ ít. Hồi nãy tôi cố tình tôi nhắc gì hơn bé này nó không nói tháng năm, nói tháng năm tôi mang tội rồi. Ôi là bên đấy còn nhắc em luôn. Trời ơi vậy là anh được nhét cái tay vô nghe dài chết quá. Rồi chọn bé này nên bé nó chịu đựng giỏi quá. Con gái lúc nào cũng chịu đựng giỏi. Con gái giỏi hơn con trai. Dở quá anh Vinh. Đau đớn quá. 3, 2, 1 vô. Đây là một câu đố chữ minh gì rành mạch rõ ràng. Trời ơi dễ hạt anh Vinh, anh quay qua đây nè. Điếu cứ rồi. Thở bình thường thở bé bình bé thường. Bé mặt hơi xanh rồi anh, ai cũng biết câu này có một mình anh không biết thôi. Minh gì chơi vậy không thể thua anh, không thể thua anh đau rồi, anh đau đúng không, anh đau rồi, anh đau rồi, anh phải thoải mái vậy chứ, khác vậy chứ, khác đi Vinh ơi, nó đau rồi. Thôi cố lên anh, không thể thua Vinh. Trời ơi không thể thua, mình đang thắng rồi đó chúa đi rớt đau quá. Trời ơi, mình đã đánh cho anh thua đi. Đáng lên sao? Quá. Bé sắp Ngân ơi, đau rồi. Quá, Ngân ơi. Bé sắp thua rồi. Cố lên, bé thua rồi anh. Nó mất lại thì anh mình không thua. Sao thua? Nó không thua thì nửa anh tiếng nữa em vẫn không thể đây được. Thôi, anh cố lên anh. Lên, trả lời. Minh Bạch. Chính xác. Trời ơi, hay quá. Hồi nãy tôi có cho tầm nhìn sai, tôi xin lỗi em nghe. Lát nữa em đã rảnh em đại diện người thứ tư em chơi luôn giùm tôi. Vậy thôi anh ra luôn đi. Thôi anh thua hai cái rồi, anh ra luôn đi. Chi chơi một cái nữa. Đúng rồi, thua hai lần là coi như thua rồi. Trời ơi, tướng bạm vỡ.
Người tiếp theo bên đây sẽ là Thúy Ngân. Bên đây hãy chọn thêm một người đi ạ. À. Đấu tiếp luôn. Em mời anh Luật. Em mời anh Luật đấu với em. No. Đây. Không sao không? Em mời anh Luật đấu với em. Tôi không đấu nữa, tôi bây giờ là chị Ngân đấu với em đi. Ok, chị sẽ đấu với em. Mình đấu với nhau nhé, chị sờ tay em lạnh không? Nhưng mà anh Luật ơi, anh không thấy tội nghiệp bé hả? Không, cô gái này thật sự là ác chủ bài bên đội tôi. Đúng. Cô này là đội trưởng đội tôi. Đúng vậy. Không biết rồi. Về lớp luôn. Nè, muốn bày quay cùng với cô vô. Không có, em phải gọi đầu. Mọi người ơi, vô Ngân. Đó, cố lên bé ơi. Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không bao giờ bị ướt? Trời ơi, không biết chưa? Cái gì? Tôi đứng tôi me hết. Dễ nha Ngân nha. Ngân ơi. Dễ nha Ngân. Giữ cái tay Ngân ơi như này á. Gái cây lại ơi. Quá dễ không biết hả? Thôi giữ Ngân lại thôi. Gái cây lại ơi, cố lên. Đau rồi đúng không? Ủa đau hả Ngân? Sao vậy? Hồi nãy cái nói gì chứa nhiều nước nhất nhưng không bao giờ em là phụ nữ. Em phải chịu gấp 9 lần anh. Không biết thì rút ra đi cơ. Em biết rồi. Em biết chưa? Em biết rồi. Em chơi 3 vòng rồi, cố lên. Không được. Em làm được Ngân. Bỏ ra đi em, bỏ ra đi. Bệnh chết đó Ngân. Yêu quái đi chỗ khác. Ngân. Mẹ em không thương em. Không chỉ được tao rút ra cho để mạnh mốt để diễn kết quốc mà đi về kịp lắm nha. Không phải, không đúng mà giờ hết rút ra được. Buông tay ra Vinh, buông tay ra. Ác dữ vậy. Rút ra gần. Ngân ơi, đừng ngăn. Trời ơi, lì luôn kìa. Lì luôn. Hay quá, đúng rồi. Em mới được phân nửa thời gian của anh thôi đó. Ngân ơi, bé bên nó không có suy chuyển sắc mặt luôn á. Cố lên gái cà lầy ơi. Em giúp Ngân được không? Không. Trời ơi. Trời ơi, các con nhúng nhảy nữa. Trời kìa, ông xì nhê luôn. Mặt đừ rồi, mắt bé đứng trồng rồi. Thế em cũng trồng rồi. Em cũng hơi đừ rồi nên chị Ngân cố lên chiếu nữa là em rút ra được á. Cố lên Ngân ơi. Trời ơi, tôi bé nó quá trời ơi trời. Nó chuyển qua tới giai đoạn em không cảm giác như hết rồi. Đúng rồi đó. Làm quá, làm lạnh liệt đó. Hết dây thần kinh, đứt hết dây thần kinh rồi. Đây là con chừng để lâu quá chừng bị mỏng lạnh em. Tay em rút ra chừng bị hồng á. Thôi bên này luôn chứ không có sao hết á. Bên kia còn cử động được. Cử động đi Ngân, đúng rồi, cử động cho nó thoải mái. Ôi, nó không cảm giác gì hết á. Vậy là được rồi đó. Được quá rồi đúng không? Thôi bỏ đi Ngân ơi. Không để thua em, đúng rồi. Trời ơi, con bé cái lại này quá dữ. Quá dữ cho một cuộc tình. Ai mà quen em thì thiệt làm sao mà dứt ra được hả Ngân? Ai mà quen em thì thiệt làm sao mà dứt ra được hả Ngân? Cần cái lạ tấp liền luôn nè. Trời ơi. Bây giờ là mình thắng bao nhiêu rồi? 2-1 rồi. Em thua thì mình què thôi chứ không sao hết Ngân. Thì chị ra chị thách đấu danh Luật thôi, không sao đâu. Anh trả lời hết câu này mình ngưng luôn được. Anh Luật ơi, gạt của mình hơi tơi tơi. Anh Luật. Gán Cường ơi, con gái gán cứ thương con. Không ai lo. Em gán, em hết cảm giác rồi. Thôi được rồi Ngân, bình tĩnh em đừng có giả bộ đồ này nọ. Em để cho anh. Trời ơi, sao tôi lạnh chảy mồ hôi luôn á. Thôi bỏ đi em, nghe lời anh. Yêu quái. Trời ơi, quá lâu luôn á. Không được, rõ ghê trời. Không rồi được bỏ nào. Em ơi. Không bỏ. Cố lên. Thôi, em có suy nghĩ là chưa, chứ chị là hết lạnh rồi đó. Nguy hiểm lắm. Bé ơi, ổn đầu lấy ra đi cưng. Dạ thôi. Mới vô chơi hơn thua quá trời. Thôi được, em lâu mới có một trò mà chơi không game, dùng sức. Em ngon. Trời, ghê quá. Được. Cái gì năng lượng nhỏ vậy mà giữ lâu giữ cái gì ghê vậy. Trời hay thiệt luôn á. Không thể tưởng tượng được, bé Ngân có thể chịu lại hay thiệt. Xử quề đi, ban giám khảo ơi. Xử quề đi, xử quề. Thấy người đi anh, thấy người. À, lâu quá mất thời gian chương trình thôi, quề đi. Người khác lên. Vô. Đắp cho giảm nhiệt xuống. Rồi em với anh Luật đi. Không. Được rồi. Tôi không chơi. Tôi không chơi. Dung Duyên. Không, bây giờ em cá là leo hai cái chân, để hai cái tay vô luôn. Chơi không? Đi làm heo hả? Trời. Bây giờ em để hai cái chân vô. Ai thua người đó uống luôn. Chơi. Em với anh Vinh đi, Vinh lên. Ủa sao em không chọn Dạ hay Ngọc? Chị Ngọc dẻo lắm, chơi gì đấu gì kỳ. Đúng rồi. Bây giờ là cặp đôi Trư Thế Vinh và Thúy Ngân. Cặp đôi vừa rồi là quá xuất sắc. Đến nỗi một cái thang còn chịu không nổi nữa mà. Anh Vinh cố lên. Vị trí đầu tiên. Sao chơi giọng chị hơi yếu vậy? 100 có nghĩa là 1 mét. Go. Hai. Vinh là cái body gì nó to nên đúng xuống rồi. Lên rất là khó. Đúng rồi. Bây giờ là 90 nghe mọi người. Tôi dầu chú rể làm bể bình bông. Ok, 1, 2.
tên 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 đội mình anh nặng 85 kg. Em xin lỗi, vậy á chút rồi anh luật chị hãy làm vậy. Chứ anh chính là tội nghiệp làm mình. Đi làm đi rồi đó, rồi coi sao bây giờ là 80. Làm như vậy á nó rất là tội đó, đúng không? Yên tâm, yên tâm, anh Vinh phải tin em. Anh Vinh quá dạ ơi. Được không anh Vinh? Chứ phải ngân là Vinh là đang còn ok lắm. Vinh tôi thiệt thưa quý vị là nấc nữa thôi là đi à. 70. Cố lên anh Vinh. Mình ăn cho cố vô bây giờ mình thấy hậu quá rồi. Hồi nãy ăn hai giấc mì. Vô. Ôi từ từ. Đi nhanh mà, chuẩn bị đi nhanh nè. Đi, đi em. Đi chưa? Đội mình, đội nhà, đội nhà. Đội nhà hỗ trợ anh. Khởi số, khởi số. Quá nhanh rồi. Thí Ngân đã chạm vòng 3 vào cái nệm rồi. Vinh chiến thắng. Tại vì bị lâu quá em kèm không nổi. Anh Vinh tuyệt vời. Lâu quá không dừng lâu. Cái đùi Ngân sao mạnh bằng đùi Vinh được. Câu đầu tiên. Đúng rồi. Biệt danh của Vũ Cát Tường là gì? Mưa. Trời ơi em. Đây. Cái gì? Mèo. Hồi nãy vô gần gần cái mèo. Vậy không nhớ. Em tưởng sắn chưa? Em tưởng kêu em mèo. Em là mẹ. Mẹ con mèo là em. Tất cả do trời. Do chị chứ mấy do trời. 12. 18. 8 giờ. Chuẩn bị thôi. Quá ếch. Không em đứng rồi đó anh ơi. Đủ tức rồi, đây đây đây. Buông ra. Không, đứng yên thôi. Nó không cần đi, không cần đi. Đứng yên thôi. Đừng đừng có giặt cái chân ra chứ không nó bị tuột. Cố tình cho nó tuột mà. Ngân, đứng yên Ngân. Tuột, đừng nữa để nó tuột xấu. Rồi, 8 giờ. Hết. Câu hỏi thứ hai, liệt kê 5 món bún không ăn với nước lèo. Trời dễ. Bún thịt nướng, bún mắm nêm. Bún xào thịt, bún thịt xào. Bún. Bún nước tương, bún đậu mắm tôm. Đúng rồi. Bún cao tàu hủ. Mở anh ghê quá à. Văng nước miếng tùm lum em à. Anh nói mà cái miệng nó thêm. Chết trời. Nè bây giờ ở trên mạng người ta gọi là cái gì đó? Cái gì mà gọi xúc phạm tới thân thể? Dạ. Đó là em diễn tả lại cho mọi người coi là cách ảnh làm văng nước miếng vô người em. Chứ em nói mọi người không tin. Thì đó, xúc phạm tới thân thể phạt 200 ngàn. Bây giờ Lâm đang xúc phạm thân thể em bằng cách phun nước miếng vô người em phạt 200 ngàn đi. Trả 200 ngàn đây. Ôi, quay. Tất cả do trời, đừng trách tôi. Có số gì ra cờ ra bà con mày. Hai vòng quá đơn giản. Phải vô nụ hôn à. Vô nụ hôn. Một. Trời đơn giản vậy. Câu hỏi tiếp theo, liệt kê 5 món có trong bánh tráng tròn. Bánh gì? Bánh gì? Bánh tráng tròn. Bánh tráng, trứng cốt, bò, bánh tráng, rau răm, rau răm, muối, đậu phộng. Chính xác. Chính xác. Trời ơi, rành ghê luôn. Này dễ đâu. Hãy cho biết ba Vũ Cát Tường tên gì. Trời ơi. Câu hỏi gì vậy thiệt hả? Hỏi chơi. Biết hỏi chơi mà. Trời ơi là trời, lôi phụ huynh vô đây luôn. Đưa phụ huynh vô luôn. Liệt kê tên 5 bài hát của Vũ Cát Tường. Vết mưa, yêu xa, mới có 2 đông, à. Đông gì đó, hồi nãy mới hỏi đông hạ gì. Xuân đến rồi. Xuân đến rồi, mình xinh đẹp lắm. Không, em thuộc. Nói bài nhạc lên là em biết nhưng mà em không có thuộc tựa thôi. Rồi, quay đi. Quay. Bớt giải thích. Đừng hỏi em tại sao. Dòng mười xe dòng. Quay tới 10. 10 dòng. Quá. Chiều. Hai. Chuyển. Ba. Phỏ. Bốn. Phải. Năm. Xịt.
7 9 10 Câu này dành riêng cho Vinh trả lời. Hãy nói những nét đẹp của Lâm Vy Dạ. Liệt kê 5 việc làm của Lâm Vy Dạ mà Trư Thế Vinh thấy đáng yêu. Hãy đúng chiếm, chơi dơ, nhảy ra cái cốc, quay vòi vòi. Đúng rồi, đấy. Rất dễ thương và đáng yêu. Ủa em, chơi dơ mà đáng yêu hả? Trời ơi, ngưỡng quá. Liệt kê 5 tỉnh mà trong tên của nó có chữ Bình. Bình Định, Bình Dương, Bình Phước. Trời ơi, không kịp rồi. Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Thái Bình, Ninh Bình, Bình Hưng Hòa. Anh có biết tỉnh không? Ủa vậy ạ? À? Ai biết? Hung đi, cho hung đi trời. Thì có vô cái hung cái chị Dạ ơi. Cho anh Lâm hung anh Vinh cái. Ôi, hung. Ôi, mình được đặt ra đó, cái dấu chấm hỏi đó là mình á. 5 vòng và một hình phạt bất kỳ. Hung. 5 vòng quay trước, quay. 1 Rồi. Rồi giờ Tường. Dạ luôn là một fan hâm mộ của Tường về âm nhạc. Trời ơi, lạnh mà ca sĩ sợ luôn kìa. Dạ rất là thuộc những bài hát của Tường. Dạ có thể hát cho quý vị nghe. Không đây. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh Tường yêu. Người ấy có biết tiếng em hay chết bóp chết bóp. Em muốn là Trịnh Thăng Bình em rồi. Em muốn là huấn chỉ luôn rồi. Cái đó của Trịnh Thăng Bình. Hay quá. Lên. Ủa bài đó phải của Vũ Cát Tường hả? Bài đó của Trịnh Thăng Bình, người yêu cũ của em nha. Đúng giống giờ. Giống ít. Rồi, bây giờ nhưng mà làm sao để quay bây giờ? Được hết, được hết. Không được hết á, quay 10 vòng. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Kể tên 5 tỉnh mà trong tên của nó có chữ Giang. Hà Giang, Bắc Giang, An Giang, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang. Chính xác. Đúng rồi, hay quá. Chị Dạ không có trả lời, không đóng góp. Quay chị Dạ. Ủa mắc cười quá à. Bây giờ cái này nó chặn ngay họng sao mà nói. Nè câu số 9 rất dễ. 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 6 chia 2 cộng 3 bằng mấy? Quay quay luôn đi anh, quay đi. 18 chia 2 là 9. Trời ơi nhân chia trước cộng trừ sao. Ngu muội. Đáp án của chương trình là 18. Quay. 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 Dừng lại cái nụ hôn cho anh Lâm. Nụ hôn, món ăn. Mời món ăn. Em có ác quá không anh? Không, em ác lắm chứ. Dạ nặng quá vậy. Nặng quá anh, chứ em thấy anh cùng người anh. Nếu mà nãy chị hát đúng bài em là em không có phạt chị rồi. Ghim, ghim, ghim. Đó chưa? Anh Vinh ơi, em sợ quá. Thưa quý vị, anh Vinh em sợ. À, Lâm Vy Dạ đang đứng chung với Vinh mà Vinh nói cái mùi gì hôi quá. Sẵn sàng chưa nào? Trời ơi. Ôi món gì mà ngon vậy? Thối quá à. Chắc là ngon lắm anh Vinh ha. Mùi hôi quá à. Cái món này ngon lắm nè. Không có cái mùi này hơi chua chua nha. Chua quá, mùi chua nha. Phục vụ. Dạ có em. Rồi cho khách ăn nào. Ai ăn trước? Ba người đều ăn hết. Thối quá. Thối quá. Thả miệng ra nào. Thả hồng ra bé Vinh. Vinh, đàn ông nè. Không có. Con lì hả? Mẹ con gỡ vô đây để cho cô ăn. Thả hồng ra. Mùi gì vậy? Mùi gì thối quá vậy? Ghê quá à. Ngăn hả ra. Mùi gì vậy? Ăn đi Vinh. Xí hả ra. Ủa cái này ăn có bị gì không quý vị? Thả ra. Thả ra. Thả ra. Rồi dạ. Thả em ăn rồi. Dạ ơi bớt chui nách ra lại. Thả ra. Dạ nó xỉu rồi. Xỉu hả? Xỉu cho ăn 2 miếng. 2 miếng. Thả ra. Ê nó đuối quá vậy. Thối mẹ còn chua hả? Ngất xỉu luôn. Dạ, 5 vòng quay bắt đầu, quay. 5 vòng, ôi trời ơi. Quá hứa quá. Thối thiệt luôn á. Ồ. 1 vòng. Ồ. 2 vòng. Ồ. 3 vòng. Quá. Quất 2 trái vào chua của
Rồi, như vậy là đã hoàn tất hình phạt. Bây giờ là đội tiếp theo. Em đâu với anh nè. Anh có chơi với em không? Anh không sợ. Tôi biết Vinh không sợ Ngân. Vinh không muốn chơi thì chơi nhiều rồi. Nắm mùa rồi, chơi quá chơi nhiều lần rồi. Thái độ của Ngân lôi lởm quá. Chơi cho nên, cho nên. Em chơi luôn. Nhớ giờ rồi, để em chơi cho. Ngân. Ủa, tại sao phải đeo kính? Đúng. Đeo kiển được không? Đeo kiển. Ui, nhìn gì được không? Ủa, anh đòi ai vậy anh Luân? Vậy em mới đem đeo thôi. Câu này lợi thế em nha. Lợi thế em hả? Lợi thế em hả? Đeo vô liền. Nhớ thử bộ dịch, nhớ thử bộ dịch đâu. Coi con thú đó em sai mà. Nhưng mà lợi thế thú là em ngon. Ok ok ok. 3, 2, 3. Trời ơi. Kiểu thất vọng mà không có thú. Anh nói vậy. Ăn vô sạch nó cho thơm nha. Kể tên các loài vật không đẻ trứng. 5. 5. 6. 7. Điều lên nữa, dễ lắm. 8. Bắn hàng liền. 9. 9 luôn kìa. Thôi anh. Bắt đầu. Con chó, con heo, con chuột, con bò, con hà mã. Con cá. Dệt. Con cáo, con sói, con hổ. Con gà. Con nai, con voi, con hà, con trâu. Nhiều lắm, cứ kể đi. Con nhiều thời gian. Con gì? Ngao. Ngao. Mèo. Mèo. Con báo, con bèo, con sư tử, con lính cá cẩu. Heo. Trời, 16 con luôn rồi. 16. Trời ơi. Cho sạch rách cho thơm. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đây, câu này lợi thế nữa. 1, 4, 2, tới bến luôn. 3. Em thắng rồi. Kể tên những từ ngữ, cách nói để miêu tả thời tiết. Bao nhiêu? 5. Này khó nha. 10. 10. Này khó đó. 10 á? 10. 10, 10. Hết 5 giây. Bão, sấm sét, gió, mưa. Sai rồi. Mưa phùn. Ủa cái gì, mấy từ ngữ gì? Mưa phùn. Miêu tả thời tiết, tự nhiên mưa phùn. À, nắng. Gió, bão, sấm sét, lốc xoáy. Hồi nhỏ đi học lạc đề quá. Đọc lại câu hỏi. Miêu tả thời tiết. Miêu tả thời tiết hả? Nóng, lạnh. Anh giờ vào công việc. Ví dụ. Ví dụ. Ôi bức. Hôm nay thật. Đúng ở đúng chính xác. Đúng ở đúng chính xác. Đúng ở đúng chính xác. Cái câu này là chỉ đáng bị ăn bột. Anh bé đơ lắc bột ở đứng ngoài luôn. Lắc đầu luôn. Bạn nào lắc đầu lắc đầu. Bạn nào lắc đầu. Xem này nè. Sau khi cậu bên này lắc đầu, cậu bên này thở luôn. Không biết sao chương trình mời. Không biết sao chương trình mời. Ông anh mà nãy giờ là trúng được câu nào không anh? Nóng lạnh nè, ẩm ướt. Thôi Ngọc Ngọc, chị lên ngồi đó, chị lên ngồi. Âm u nè, mù mịt nè. Đó, rồi mô bão cũng được. Vần vũ nè. Lấy danh dự. Khô ra. Thôi thôi, hai được rồi phải không anh? Em muốn gỡ cái nào không? Đúng đúng đúng, em muốn gỡ một câu, còn một câu nữa. Được. Em thua hai lượt rồi. Em thua cho hết luôn. Là chơi cho vui đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chết chứ em. Câu này lợi thế Trương Thế Bình. 1, 2, 3. Nè, nè. Tin anh đi, phải tên số 6 mới bắn nha. Tên số 5 mà bắn cho người ta là em thua chắc. Kể tên những công việc mà cô dâu chú rể phải làm trước và trong đám cưới. 7. 10. Dễ mà. Trước là chuẩn bị áo cưới, thử váy cưới nè, đi mua nhẫn cưới nè, make up nè, trang điểm, rồi make chuẩn bị bàn tiệc, đi đến tiệc cưới để cứ kể hết ra đi nè, rồi đi đến đặt tiệc cưới nè, rồi trong lúc đám cưới là mời rượu nè, rồi trao trang sức cho nhau nè, trước đám cưới, có trao cưới nè, rồi gì uống rượu giao môi nè, tìm hiểu nhau. Đáp án của chương trình là Ngân đưa ra được có 6 mà thôi. Ủa? Uống rượu giao môi nhiều quá trời mà. Rượu giao môi đúng rồi, đông đông trong đám cưới mà. Công việc chứ không phải là nghi lễ. Đúng. Ôi bé này lạc đời liên tục. Ví dụ tiệc mời. Đúng. Chụp hình cưới. Đúng. Đặt tiệc cưới. Đúng. Mời MC. Đúng. MC nói tháng 7. Đúng rồi. Tôi đi về. Mời một. Rồi mà. Không. Chưa chưa. Đó.
không hiểu cái liệt kê. Em đúng rồi, tại vì em không hiểu luật chơi thôi. Ban giám khảo. Ban giám khảo. Thôi về chị ơi. Em chơi đúng. Rồi, em một, go. Ủa, không cho bạn chiến thuật chỉ vậy. Từ đây, dưới đây, dưới đây, dưới đây. Ngân, ngân, hãy qua đây. Ủa, nó có chuyện qua bên này. Qua bên này đó. Đúng rồi. Một cái thôi. Đúng rồi. Rồi, cái này khó quá. Dạ. Em ơi. Go. Đứng lên, ở dưới kìa mọi người ơi. Đừng có bốc lộn nha. Chạy, đừng có bốc lộn nha. Anh Luật, thảy qua đây, thảy qua đây anh Luật. Trời ơi. Ủa? Đá chừng nha. Kìa, kéo. Ừ. Nó còn cù lại không rồi, nó còn cù lại không rồi. Tán từ xa thường, tán từ lớn. Tán từ xa thường ba lớn. Đó, trời ơi. Anh giúp em. Anh giúp em. Ba bên em lấy chứ, nó về bên em mà. Đến em bảo vệ chi. Kìa Ngân. Ủa bên đâu? Đâu rồi? Tao tụt quần rồi. Ủa? Chơi giữ tay hả? Ủa? Chơi giữ tay hả? Má chú chưa? Má chú chưa? Vô, vô, vô. Bên này đúng rồi. Trương Thế Bình lại. Gió đã đổi chiều. Kêu lên. Lan Ngọc không giữ nổi.
Lan Ngọc. Cái gì? Tự xử đi. Không á, tôi bảo vệ tôi. Đây, nè, em bảo vệ hình ảnh của em hả? Lại luôn Ngọc ơi, không. Để bảo vệ. Ủa vậy thì em đâu cần phải bảo vệ Khung Thành nữa. Em đâu cần phải bảo vệ Khung Thành nữa. Đúng, em không cần giữ hình ảnh của ai hết. Đúng, em không cần giữ hình ảnh của ai hết. Đưa đây, đưa đây, tới bóng của người ta. Bạn ghi bàn tới phía người ta, tới phía người ta. Làm bị dạ loại. Tới phía người ta. Vô gì? Ủa, có bóng bên này. Đưa bóng đây. Lượm bên đây Giao Banh. Đưa đây Giao Banh. Vô vậy thôi. Không có thể. Thấy không? Hoặc là Giao Banh mà. Anh chỉ cần giữ, em sẽ đi từ từ. Hiểu ý anh rồi. Anh dắt chị đi giùm em. Ủa chưa mắc bên rồi sao đi qua đội người ta kỳ. Mắc cái gì vậy? Anh Lượng, mời chị ra khỏi Khung Thành. Đi ra, đi ra. Ra đi. Đòi Tiến Lược, Tiến Ngân, Lâm Vy Dạ. Một, không. Dinh vô chơi nè. Hai đứa chơi y chang ở nhà mình, hãy chơi đừng ngại. Bánh tôi xì. 3, 2, 1. Rồi, xỉm xăm ăn hiếp đây, thấy sợ luôn rồi. Gì vậy Vinh? Ngay bụng là, ngay bụng là sụi liền, bảo đảm. Dưới đất luôn. Anh ở dưới đất anh thấy gì vậy? Này không phải ở nhà nha. Đừng có nghe. Ừ, bụng. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, phải dò nút nữa kìa. Cái gì vậy con? Đúng rồi, dừng điểm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Không ai, không ai đỡ luôn, không ai đỡ người luôn. Người ta chơi chiêu mà anh. Không, chơi mà chơi đè hết cái người lên luôn rồi. Đè đâu mà. 3, 1. Đây, búa, go. Ôi, em đi không vội đâu, em muốn ngốc lắm. Thôi, em muốn ngốc lắm. Hay quá mấy đứa ơi. Em nó điên rồi. Em nó điên rồi. Rồi, rồi. Ngân rồi, dạ, là sợ cái gì vậy? Tôi thấy ơi, bạn ơi. Trong thời gian không có ai đặt, tôi cúp vô chân nhẹ. Trời ơi, trời rồi, trời rồi. Trời rồi. Yeah!
Như vậy là Thúy Ngân đã đập được bóng bóng của Khánh Vân. Tôi có ý kiến. Sao? Cái cảnh đầu tiên tôi coi, tôi tưởng tượng Thúy Ngân đi bắt ghen không á. Ôi, bà chạy. Bà chạy bà lôi. Bà lôi bà Lan Ngọc, tôi chịu không nổi. Mệt quá, đau quá. Ờ đúng rồi, có giống như hai chị em đi quýnh ghen quá. Nhưng mà nè, tôi tâm sự chân tình nè. Vinh nó làm như hận Thúy Ngân hơn từ Thương Tỷ á. Anh muốn một cái cây vô tay em đau quá trời luôn. Anh đâu nghĩ em là con gái luôn á. Rồi, Ngân trước đúng không? Có hai điều. Từng bị khỉ giật điện thoại khi đang chụp hình. What? Điều thứ hai, sau đó đuổi theo con khỉ để lấy lại điện thoại một quãng đường dài 1 km. Anh Vinh, đó là một câu chuyện liên tiếp thì chắc chắn sẽ có một điều đúng. Có nghĩa là có một cái sai. Có một cái sai và một cái đúng. À, dễ mà đoán được liền. Con khỉ nó selfie á hả? Từng bị khỉ giật điện thoại khi đang chụp hình. Con khỉ nó giật điện thoại em, nó chụp hình selfie của nó. Cái gì? Dễ đoán lắm anh Vinh. Bà nói mà lý giải không là người ta bắt được top mà. Đúng rồi. Rồi, rồi cái thứ hai là dí theo con khỉ một một cái điện thoại để lấy lại cái điện thoại đó. Anh nghĩ Ngân làm sao có thời gian mà dí theo con khỉ được? Với cái tính của Ngân là không có dí. Trong sở thú đâu có cho chạy 1 cây số vậy đâu. Cái anh vấn đề nè, cái vấn đề là cái điều trước không có thật thì điều sau không thể có xảy ra. Đúng. Rồi đoán đi. Điều sau có thể xảy ra trong vòng 1 km, có thể rượt theo nó rồi nó lấy cái điện thoại nó chụp hình selfie cũng được. Một trong hai điều đều không. Có thể mà. Đơn giản, phân tích cái biết hoặc liền. Hoặc là có thể từng dí theo con khỉ 1 km nhưng không có chuyện con khỉ chụp hình selfie. Không, có thể không, luôn, không có chụp hình cái. Thì không mới phải dí theo con khỉ. Thì nhưng mà nó giật cái điện thoại em mà nó không chụp hình thì sao? Mời. Mời bạn đón. Nói là xin ăn món gì? Căng rồi. Cái hình này đẹp nè. Dễ dạy một phần. Anh nghĩ cái con khỉ chụp hình selfie là có thật, còn dí theo là không. Vì tính em lười lắm. Ngược lại. Chính xác. Đó, anh đoán được đó. Đơn giản, không có điều phía trước thì điều sau đâu xảy ra. Đúng rồi. Tôi biết hai cái điều gì mà thật là ha. Đã vậy còn liên liên kết nhau. Rồi, chọn cho Ngân một món. Cái bánh này đi. Bánh đồng đội. Bánh nào? Đồng anh muốn bé Ngân phải ám ảnh gương mặt em suốt cuộc đời. Em ám ảnh một mình anh là đủ rồi. Bánh bao. Bánh bao. Ăn. Ăn luôn. Một cái. Bánh bao kim sa hả? Trời ơi, ở đây nói. Em muốn thử con này không? Ngon. Không vậy. Bánh bao tinh thần kè. Chọn cái đó đi anh. Mở coi có gì chẳng không? Mắm tôm. Ồ, tuyệt vời. Cái gì anh? Bánh bao bình thường thôi. Bình thường mà. Không phải, cái nhân đâu phải bình thường. Thì ăn đi, mới biết cái nhân gì. Bình thường, nhân đậu. Đậu nhân sầu riêng chứ có gì đâu. Em ăn cái vỏ không mà. Ăn vỏ thôi Ngân. Ngon mà chắc để mấy ngày hay sao. Mùi nó hơi thủng thủng. Mùi nó hơi thủng thủng. Cái ghê quá. Rồi, đây là hai điều của Vinh. Tôi đã từng ở ký túc xá 2 năm 2002 và 2003. Điều thứ hai, tôi đã từng bơi ở hồ bơi và không mặc đồ. Sàn cũng có thể. Cái điều mà bơi hồ bơi không bận đồ á thì ai cũng có thể xảy ra. Hiểu không? Nhưng mà với Vinh thì coi chừng không này nha. Bơi hồ bơi. Ở villa đồ gì? Bơi hồ bơi nhưng mà trong villa. Chẳng lẽ anh lại lon ton gì anh bơi không đó. Bơi hồ bơi là anh thả rong đó hả anh Vinh? Thì khi là anh bơi chứ có cái giờ khuya rồi không có ai hết cho nên anh thả rong là chuyện bình thường. Cái tính của anh Vinh theo em nghĩ á là Vinh sẽ không phải là người khoe khoang cởi ra cho mọi người. Bây giờ em hỏi đi thì bây giờ em hỏi đi. Anh bơi hồ bơi đó ở đâu, lớn hay nhỏ? Hồ bơi lớn. Ở đâu? Ở Vũng Tàu. Có nhiều người hay không? Nhiều người. Không mặc gì cả luôn. Không mặc gì cả. Có nữ không? Có nữ không? Lúc ở dưới rồi. Ở với ai hả Vinh? Ở dưới hồ bơi. Ủa sao Ngân? Ủa hỏi hồi tự nhiên hồi thành quánh ghen luôn vậy. Lúc đó anh ở dưới hồ bơi một mình. Có ai ngồi trên bờ nhìn anh không? Kệ người ta. Em hết quyền hỏi rồi. Anh được quyền đó. Đúng không vậy? Hỏi nhiều quá vậy. Cá cược. Đó là hạnh phúc của gia đình các anh chị, chúng tôi không liên quan. 2002, 2003 lúc đó anh làm gì? Anh học đại học và đi hát ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho em hỏi một câu nữa, trong cái hồ bơi đó anh không mặc đồ, anh bơi chặng đường bao xa? Em quan tâm cái chuyện nhiều quá. Tại vì chả em lúc đó anh nghĩ chính xong là anh bay cái đoạn. Ủa lộn. Sao em hỏi anh lúc chưa chạm đấy không luôn đi. Hả? Anh bơi cái đoạn đường đó bao xa? Thôi em cứ nói là cái là thật đi. Còn cái hồ bơi mà bao xa? Trời ơi, hồ bơi người ta có 20 mét thường, thôi. Thường là mấy cái mà ghê ghê vậy là thật á. Nhưng mà nếu em sai là mọi người ăn giùm em đúng không? Không, em sai thì em ăn chứ. Rồi, em xin đoán.
anh Vinh không mặc đồ bơi là thật, còn cái kia là giả, nhưng mà em vẫn nghĩ cái kia. Cái kia là cái túc xá mà giả. Thôi thôi xong rồi, xong rồi. Thủy Ngân chính xác. Dễ rồi em quá. Trời ơi, dễ quá mà. Tưởng sao ở chùa mà gần là thật. Vinh sợ món này lắm. À, ấy vừa nãy em nói anh rồi mà. Ăn cho anh. Địa lắm. Anh hết một thố này. Ngân, em nói đúng cái câu mà anh nói với em. Nấu lên rồi mà. Em muốn sao? Anh ám ảnh gương mặt em suốt cuộc đời này. Ám ảnh gương mặt em suốt cuộc đời này. Anh thả ông ra, em nói câu đúng quá được nè. Anh thả ông ra, em nhét cái này vô họng á. Đúng rồi, nấu lên rồi bây giờ. Nhanh lên nào. Không. Cho anh Giang muốn khác đi. Trời ơi, cái gì mà kêu cũng quê quá vậy. Bây giờ anh nói em đi. Nói em đi. Trời. Rồi em sẽ đổi món khác cho anh. Hãy nói thiệt là trong hồ bơi lúc đó không bận đồ với ai. Có đứa nào lặn xuống dưới không? Không, thật sự là vậy nè. Cái đó là câu chuyện có thật. Mà tại vì lúc đó đang quay phim thì cảnh là anh nhảy xuống dưới. Yeah, mà cái quần nó sao anh nhảy cái lúc cái quần ra ngoài luôn. Anh bơi nguyên chặng đường đó. Anh phải bơi ngược lại chụp cái quần liền chứ. Đúng không? Vậy là anh làm sao mà nó lỏng như vậy? Lúc đó đoàn phim không chuẩn bị cái quần bơi, giờ anh phải mặc cái quần. Thôi món khác đi. Không, không. Mua là chung. Nói dữ thôi, tha cho anh Vinh. Trời ơi, chị kêu tá mạnh cái mặt xin trời. Không khác đi. Ngân, em chiều người ta riết, người ta hư đó. Người ta hư đó, người ta hư đó. Thôi lỡ rồi, cho anh ăn nó luôn đi, không sao đâu. Thôi được rồi, để tôi ăn giùm anh Vinh. Wow. Wow. Với một điều kiện, lát nữa hình phạt cuối cùng anh chịu thay em. Tình đẹp khi tiền lỡ. Chơi. Hình phạt cuối cùng là con này chiên đó. Con này chiên đó. Chị Lâm rồi, thuốc á, con là thuốc á. Thuốc mà. Thôi chị luôn hả? Ủa chị không thấy mà. Chị không thấy nó sao á hả? Ngon mà. Rồi cặp em, theo. Em sẽ ám ảnh gương mặt chị suốt đời. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Chết cho mấy bạn trực đầu ra mấy bạn. Nguy hiểm quá. Ghê quá anh ơi. Trời ơi anh lột kìa. Đấy. Chị đứng ra rồi. Chị đứng ra rồi. Đúng không? Thấy con hãy đứng lên. Một lần. Mấy con đứng lên. Nào quá Vinh ơi. Thôi 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 thôi. Không phải cái này bên đây trước mà. Không có bên nào trước hết á. Ê. 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 Một đều. Một đều. Một đều. Một đều. Vinh ơi. Chưa. Xấu lắm. Nghe tiếng kèn nha. Dưa, 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 dưa. Có kèn mới được. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Phạt tiếng luật phải nở đi. Tại sao kêu em uống bình bằng mày? Ba. Anh Vinh làm em bị thương có nhưng phải không? Nhưng mà chưa có kèn mà đánh làm hòa thổi luôn anh. Trời ơi, Vinh nó quýnh vô cái tay của Ngân. Trời ơi. Anh lên, anh lên. Anh lên nhà máu nè. Em hiểu cảnh chị rồi đó. Rồi xuống. Chị máu liền rồi. 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 Hai chị máu rồi. Không, không, quên lắm. Rồi, chờ tiếp đi. Hai đều, hai đều. Cái đó đau lắm. Hai đều. Sao đâu. Tôi làm vô đó. Tôi đề nghị là chậm vậy đi nha. Ừ. Thôi đẩy vậy thôi, đẩy thôi, đẩy vậy thôi, đừng sao anh sao đó. Rồi, đẩy thôi. Đi đi, chèo thuyền đi. Hợp lý, hợp lý. Chèo thuyền. Chèo thuyền đi cho an toàn. Chèo cái gì vậy? Ba, dừng lại, dừng lại. Có tình trạng chèn ép lăn lộn trên sân bóng. Đúng vậy đó, đúng vậy. Thẻ vàng thứ hai. Ra sân.
chân tưởng mình đẹp của lại là robot dừng cả ảo rồi. Có em được quyền chạy chứ? Nhưng mà tôi được vô lại chưa bạn? Bạn ơi, tôi được vô lại chưa bạn? Chưa. Chưa có tiếng còi trọng tài mà dám chơi. Cho thẻ đỏ luôn bạn ơi. Tỷ số vẫn là 3-2. Ơi, chưa có động có tiếng còi. Tiếng còi rồi. Người ta là con gái đẹp mà đánh banh như mặt người ta. Thẻ đỏ luôn bạn, cho thẻ đỏ luôn. Rồi. Đi ra. Thế người dạ. Không ổn rồi. Ủa gì vậy? Không ổn rồi. Ủa gì vậy? Ngồi ở vị trí dạ, phải dạ không? Ủa, tán loạn vậy? Dạ đâu vậy? Tán loạn rồi, trọng tài á. Không. Hay quá chứ. Rồi hết hiệp 1. Tỷ số hiện tại là 3-2. Bây giờ hiệp 2 này mời tất cả vào vị trí dự đủ. Đúng giúp anh à. Ảo thuật đúng chưa? Hết giờ em ơi, lẹ em ơi. Trời ơi, đứng các bạn em ơi. Chú đâu, cẩn thận, chú đâu. Chú này, xuống, chú đặt đạo của anh. Đúng rồi. Yeah. Mày căng thẳng á. Ủa là, đi chết hồi nãy rồi. Trời, gặp anh mình như bưng mâm vậy chị. Tự nhiên tôi là lục banh mắt đi mặt chưa ra không có tiếng còi. Không có tiếng còi. Ê sao vậy? Chốt đi Ngọc ơi, chốt. Vũ đâu bảo vệ không thành đi con trai. Cứng ngắc luôn. Đôi chị lấy được banh. Ê chụp tay. Chụp tay rồi. Cứu lại Vũ đâu, chốt ra. Sai lầm. Anh đánh em đi. Thật tuyệt vời. Đổi. Là vô dụng. Không ổn rồi. Từ. Ê. Đánh ra chú đâu. Lật ra. Trời, bây giờ mới cãi tôi lại luôn rồi kìa. Đúng rồi, chú phát huy như vậy đi chú đâu à. Trời, nhìn mọi người cho em sợ quá trời. Chị không sợ cái khúc đó. Vô rồi. Hồi nãy bên kia do trạng thái phe phản đối phương. Không phải chưa. Em chưa mà. Có trạng thái phe phản đối thủ. Mọi người phải coi lại là vì lúc nãy chưa khoan. Em chưa hỏi mà người ta đánh rồi. Có trạng thái yêu đương trong lúc đá bóng. Vô. Đủ rồi mà. Ủa không kém lắm hả? Vô. Chưa vô. Cố lên tiếp chơi. Ta phải biết nhường nhịn cho nữ. Mình phải biết nhường nhịn phụ nữ. Em ơi lên. Ricky. Lên đi Ricky. Ở trên này như chiến tranh vậy. Tỷ số như sau: đội đỏ mang về 5 và đội xanh mang về 8. Định mệnh vẫn tiếp đặt Thúy Ngân và Trương Thi Vinh. Cặp đầu tiên là ai? Cái kia phải tôi rồi. Thúy Ngân, Trương Thi Vinh đi. Ok. Trời ơi thôi à. Câu đầu tiên
trong bộ phim truyền hình Vòng Xoáy Tình Yêu? Trời ơi, phim đó có tôi. Lâm Vi Dạ thuở mới vào nghề đã đảm nhận vai diễn có công việc là gì? Dễ quá, dễ. Chúng tôi có hai lựa chọn. Chị Dạ nhắc rồi. À, chưa. Giơ tay. Giơ tay và trả lời. Y tá. Y tá. Hay là ở đợ. Ủa sao biết vậy? Sao biết vậy? Dồn cái miệng đằng kia. Nhắc ngừng luôn. Tá, y tá. Ủa vậy đáp án này không được tính à? Sao không tính? Nhắc người nào thì người đó được tính chứ. Bị gì hơn nè nào da. Chúng tôi có hai lựa chọn là y tá và ô xin. Nhìn nó là Vinh có biết gì đâu, nhìn cái miệng Lâm Vi Dạ. Em trong đầu có nghĩ chị làm ô xin không á? Đúng rồi, anh nghĩ là ô xin. Ồ, tôi là y tá em à. Mới vô nghề thôi mà dai cao sang rồi chưa. Nhưng mà tức một cái là tự nhiên tự mình hại mình. Câu số 2, lời thế dành cho tôi và Lâm Vi Dạ. Ủa hả? Ủa phim nào lại nhìn chị Dạ tiếp anh Vinh. Lời thế tiến lược luôn mà chắc tiến lược không biết này đâu. Đừng nhắc, đừng nhắc. Không biết đâu. Trái tim của người phụ nữ to nhất là khi nào? À, chết rồi. 5. Trái tim của người phụ nữ anh to nhất. Anh nói vậy đâu, không biết thôi ha. Dạ, 5. Khi gặp người yêu, khi, không phải, à không. Khi gặp. Em đưa. Em có cao không? Yêu. Khi mang bầu. Em trả lời khi gặp người yêu rồi. Em nói khoan chưa. Không, em chừng nào em nói là ban giám khảo câu trả lời cuối cùng của em á là. Ê, chương trình không có câu trả lời cuối cùng. Tại sao tim mang bầu tim to? Thì có đứa con nữa. Ủa thì có đứa con tại sao tim to? Thì tại vì nó phải bơm máu lên trái tim mẹ. Đúng. Bơm phụ cho đứa con. Bơm liên tục để nuôi cả bào thai và cả mẹ nên sẽ to người hơn. Người ta chưa kịp nghĩ một giây thôi mà ban giám khảo. Một giây đã là quá khứ. Ủa anh Lực cũng có con mà anh không biết hả? Bớt nói mấy cái câu đó lại để người ta nói tôi. Tôi biết. Biết sao? Trái tim của người phụ nữ to hơn khi mang thai. Tại vì là phải nuôi con và mẹ. Nãy người ta mới nói câu đó xong luôn à. Cắt cái đoạn trước, lấy cái đoạn này ghép vô. Rồi thế tiếng lực luôn, mình chắc tiếng lực không biết này đâu. Nhắc đi nhắc. Không biết đâu. Không biết đâu. Câu này quá dễ luôn. Đã là người Việt Nam ăn phải biết. Hả? Trời ơi. Trả lời không được là mình ở xứ nào? Sao mà cái này chưa áp lực câu hỏi mà áp lực từ ban giám khảo chứ? Kể tên năm hòn đảo ở Việt Nam. Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc, hết Côn Đảo. Hết giờ. Phú Quý là đúng rồi nhưng mà đều lâu quá. Không, anh đâu có tính giờ đâu. Lâu quá. Quá đơn giản cho một cuộc tình. Trong tuần cái lương Lan và Điệp. Trời ơi, cái này phải là đố tôi. Biết không ạ? Dạ biết. Biết không ạ? Em biết. Trong tuần cái lương Lan và Điệp, Điệp đã phụ tình Lan. Đúng vậy. Để cưới cô gái nhà giàu khác. Trời ơi, đừng có khác nói không biết tên nha. Cô đó tên gì? Cô đó tên gì? Em biết luôn á. Trả lời. Liễu. Không phải. Đúng rồi. Thúy Liễu mới đúng. Thúy Liễu mới đúng. Liễu gì Liễu? Đúng. Thúy Liễu. Lê Liễu. Nếu mà anh hỏi là tên đầy đủ là gì? Em là né. Thúy Liễu. Rồi, còn tên Liễu là đúng. Thúy Liễu là chị Thúy Ngân, làm sao Ngân không biết được? Đúng vậy. Tên đầy đủ là gì? Thúy Liễu. À. Em giơ tay. Thúy Liễu. Thúy Liễu. Làm Vĩ Dạ. Tiếp theo. Đúng rồi. Thôi đừng cãi. Ngân nó ra cái nông nổi này là do nghiệp. Đây là do nghiệp. Bộ phim điện ảnh gần đây nhất mà Trương Thế Vinh tham gia của kênh hành động đấu súng tên là gì? Quá dễ luôn. Ủa phim của em đó. Phim hành động điện ảnh hả? Ai yêu nhau như cơn sóng vô. Vô dưới tay không? Trả lời. Người bất tử. Phim của mình mà còn suy nghĩ trời. Thôi câu này ép Ngân quá à. Làm sao mà Ngân biết được? Ngân thì bây giờ thì bây giờ câu dành cho Ngân. Lần đầu tiên Thúy Ngân tham gia Bảy Nụ Cười Xuân là mùa mấy? Trời ơi, mùa quá dễ. Sai rồi. Mùa 3. Mùa 3. Anh là đầu tiên, em là khách mời. Em là khách mời. Em là khách mời mùa 2. Khách mời. Em là khách mời mùa 2. Anh phải nói rõ là cái gì. Ngân.
Đúng, Vinh chính xác. Lần đi tham gia. Lần đầu đó tôi còn nhớ là sau đê đó là hai người đi đâu nữa. Chính xác là tập 3. Tại sao Vinh lại nhớ? Vinh nhớ rõ ràng là tóc ngắn. Trời ơi, qua hôm sau tôi chọc Vinh quá trời. Câu số 7. Loài động vật nào trước khi nở ra mà con người chúng ta có thể tác động và quyết định giới tính của từng con? Con gà. Con gà là một lựa chọn. Gà mờ luôn. Chip. Chip à? Chip. Chip. Con chim. Chim gì? Má chứ em nhắc con gà á, tại vì em nhớ là em có coi thế giới động vật á, là ở trong trứng vậy nè, người ta bơm cái lòng đỏ vô luôn á, người ta quyết định được cái đáp án là con rùa. Rùa biển là con biết mọi người. Cho nên mọi người thấy là ở ngoài không đảo mình á là có một ban bè chuyên bảo vệ rùa biển và làm cho chúng sinh sôi nảy nở thiệt nhiều và quyết định giới tính bằng cách là cái con nào mà muốn giới tính mà đực á là người ta sẽ ấp ở trong bóng mát. À. Và con nào giới tính cái á để cho sinh sản nhiều là để ngoài nắng. Anh đã nói luôn rồi. Lần đảo mình ra thì có một cái đảo biên phòng nhỏ sẽ có hai chuồng, một cái chuồng ấp ở trong mát, một chuồng ngoài sân ấp dưới cát luôn. Sau khi được chúng nở là bắt đầu người ta đưa ra tận nơi để cho chúng sống, là để giảm thiểu cái việc bị con vật khác ăn thịt đó. Tính ra giống cái là cực khổ từ hồi còn trong trứng, toàn là phải chịu thương, chịu nắng, chịu gió. Giống cái bị phơi nắng nó điên. Cắt mấy con đực, mấy con đực tội đó. Câu sau đây là một cái câu mà nghe cẩn thận, nếu không sẽ trả lời sai bét. Hoang mạc lớn nhất thế giới là ở đâu? Hoang mạc nha. Nam Cực. Nam Cực. Nó phải nói đâu đó là Nam Hông đó. Không đó. Trời ơi. Đố mọi người tại sao Nam Cực con người không sinh sống? Lạnh quá lạnh. Không. Bắc Cực thì còn có người sinh sống được, nhưng mà Nam Cực là bị quá. Bắc Cực thì có người sinh sống. Nó không có đất liền. Nó không có bề mặt để sinh sống. Đúng rồi, nó không có bề mặt. Kể tên ba bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Trời ơi, không biết nữa thôi. Naruto, Bảy Viên Ngọc Rồng, Doraemon. Yeah. Doraemon hả? Doraemon. 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 Câu cuối cùng, loài động vật nào mang tên một loại vũ khí? Em. Cá kiếm. Hay. Em gỡ dạc được hai câu. Tổng kết. Vinh mang về 7 đáp án chính xác. Mình chỉ có 3 thôi. Đầu tiên Vinh thắng. Đúng rồi. Cặp tiếp theo. Cười em Lâm hả? Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc. Giấc mơ của mẹ. Xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.